đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn về món cháo khoai lang đậu xanh nhé. Và mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Đây là thành phẩm của mình vừa mới làm xong. Các bạn chuẩn bị cho mình đậu xanh nhé. 100g đậu xanh các bạn ngâm cho mình khoảng 2 đến 3 giờ. Và mình ngâm để cho phần đậu xanh nó lở ra. Mình nấu nó sẽ rất là nhanh dừng nhé. Mình sẽ nấu cháo khoai lang đậu xanh các bạn nhé. Món ngon giải nhiệt ngày hè. Đây các bạn sẽ cắt phần đầu và phần đuôi của cái khoai lang nhé. Chúng ta thường luộc khoai hay là ấy khoai thì chúng ta hay cắt phần đầu và phần đuôi mình ngâm vào nước ấy thì nó nhựa nó ra hết nhé. Và mới cả khi chúng ta ăn ấy, chúng ta bóc luộc ấy thì chúng ta không phải phần bóc cái phần đầu này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ gọt sạch cái phần khoai này. Mình ngâm trong nước để mình gọt này để cho cái khoai nhựa nó ra nước và nó không làm cho chúng ta bị nhựa vào tay nhé ạ. Khi ngày hè nóng lực chúng ta có thể ăn những bát cháo như thế này rất là dễ ăn mà lại ngọt mát. Chán ăn cơm nhất là thời tiết đang giao mùa giữa như miền Bắc đang rất là lạnh xong lại nóng lên đột ngột nên là rất là mệt mỏi. Với những người bị bệnh hay người già thì cảm giác rất là khó chịu, như là mình bị bệnh đau đầu ấy nên là ngồi lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu uể oải không muốn ăn. Đạo sạch cái phần khoai này đi nhé. Đây các bạn sẽ bỏ hết những cái phần bẩn ở cái chỗ khoai, những cái vỏ này chúng ta khó ấy không lạo được thì chúng ta có thể cắt bớt đi. Làm sạch sau đó mình rửa để mình thái nó ra nhé. Khoai mình đã gọt xong rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thái phần khoai ra. Thái ra ấy thì nấu lên ấy nó sẽ nhanh chín nhé. Thái ngâm trong nước này thì nhựa nó sẽ ra bớt đi ạ. Bây giờ mình sẽ rửa lại cái phần khoai này các bạn nhé. Đấy, nhựa nó ra ấy, nó sẽ như thế này thì mình ăn khoai nó sẽ không bị thâm và không bị chát của nhựa nhé. Và đậu các bạn cũng đem đi rửa lại bỏ cái lớp chua này đi. Khi mình ngâm được 3 giờ rồi ạ, đậu nó sẽ rất là mềm mà. Đấy. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp, mình cho phần đậu vào. Khoai. Nước các bạn cho vào cho mình nhé. Đây, chỉ cần nước như thế này là đủ rồi.
Và các bạn cho mình vào đây một ít muối. Bây giờ các bạn sẽ đẩy vung lại cho mình đun sôi lên nhé. Và nhớ để ý lửa để chúng ta tránh bị trào ra ấy ạ. Khi lồi sôi đấy, chúng ta sẽ phải để ý là cái phần bọt này nửa to, trào ra bếp rất là bẩn ạ. Và chúng ta có thể hớt bỏ nhé. Vì có đậu xanh ấy, đậu xanh sẽ làm cho nó tạo thành bọt như thế này. Các bạn đun cho mình khoảng 15 đến 20 phút nhỏ lửa nhé. Sau đó thì mình sẽ lấy ra là chín ạ. Khi mình nấu ấy, cái phần cháo này của chúng ta nó đã mềm ra. Các bạn có thể dùng thìa này, mình dầm nó ra nhé. Đỗ nó cũng nhừ bở tung ra và khoai chín mềm. Chúng ta chỉ cần đụng nhẹ cái thìa là nó đã tan ra rồi. Khi mình dầm nhuyễn rồi nha, bây giờ mình sẽ cho ra bát là có thể thưởng thức được. Bạn nào mà ăn ngọt thì chúng ta có thể cho thêm đường. Còn không có thì mình ăn độ ngọt tự nhiên của khoai lang nhé. Khi giao mùa rất là khó chịu như thế này, chúng ta không muốn ăn cơm mà khoai lang thì lại đang nhiều mọc mầm lên. Khi chúng ta mua ăn không hết, khoai lang sẽ bị mọc mầm. Và bây giờ thì khoai lang rất là ngọt, chúng ta có thể chế biến thành một cháo như thế này nhé. Mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.